về cái nội dung liên quan tới cái sự vụ này.
chúng tôi cũng tổ chức ngay trong buổi chiều thứ sáu này để cho cơ quan báo đài nắm được thông tin cũng như cũng có những cái ý kiến để được thêm, chúng tôi sẽ có cái trách nhiệm để cung cấp. Thì qua cái báo cáo một là chúng xin phép các đại biểu chúng ta có trong tay thông tin rất là khách quan và công việc nào của sở, của ban đốc sở, của ban đốc sở. Thì sau đây chúng tôi cũng xin báo cáo để các cơ quan báo đài trong lãnh đạo sở thì tôi được phân công là phó đốc sở, được phân công trong cái thông tin tới báo đài về việc phát ngôn của sở. Thứ hai là có đồng chí Nguyễn Văn Sới là tránh văn phòng của sở. Thứ ba là có đồng chí Trần Văn Thành là phó tránh thanh tra của sở cùng tham dự những buổi họp báo để thông tin đến báo đài kiểm tra. Thì sau đây chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Văn Thành là phó tránh thanh tra của sở sẽ thông tin cái nội dung báo cáo về các báo đài chúng ta được có. Kính thưa quý lãnh đạo, kính thưa các anh chị các vị báo đài có mặt hôm nay, tôi xin thông qua cái báo cáo được sự cho phép của lãnh đạo xin đọc báo cáo về việc báo cáo về việc công chức viên chức thanh tra sở giao thông vận tải đã có hành vi nhận hối lộ. Chiều ngày 16 tháng 7 năm 2016, sau khi tiếp nhận thông tin từ thanh tra Sở Giao thông Vận tải về việc ông Lý Hoàng Minh, đội phó đội 3, địa bàn quận Ninh Kiều, trực thuộc thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ bắt giữ để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Ngày 17 tháng 7 năm 2016, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở và Ban Giám đốc Sở đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp để quán triệt chấn chỉnh trong toàn lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải. Ngày 18 tháng 7 năm 2016, Sở Giao thông Vận tải nhận được thông báo số 112 thông báo cảnh sát điều tra BC46 ngày 16 tháng 7 năm 2016 của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ về việc bắt người trong trường hợp phạm tội quả tang. Theo nội dung thông báo, ông Lý Hoàng Minh, đội phó đội 3, địa bàn quận Ninh Kiều, trực thuộc thanh tra Sở Giao thông Vận tải đang bị tạm giữ tại nhà tạm giam công an thành phố Cần Thơ do phạm tội quả tang với hành vi nhận hối lộ quy định tại điều 279 Bộ luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 20 tháng 7 năm 2016, Sở Giao thông Vận tải nhận được thông báo số 116 cảnh sát điều tra B46 ngày 19 tháng 7 năm 2016 của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ về việc bắt người trong trường hợp khẩn cấp. Theo nội dung thông báo, ông Võ Hoàng Anh, đội trưởng đội 3, phụ trách địa bàn quận Ninh Kiều, trực thuộc thanh tra Sở Giao thông Vận tải đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ công an thành phố Cần Thơ do đã có hành vi nhận hối lộ quy định tại điều 279 Bộ luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trên cơ sở nội dung thông báo số 112 cảnh sát điều tra BC46 của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ ngày 19 tháng 7 năm 2016, Sở Giao thông Vận tải đã có công văn số 933 báo cáo Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ về tình hình công chức viên chức sai phạm tại thanh tra Sở Giao thông Vận tải. Ngày 21 tháng 7 năm 2016, Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải đã có công văn số 103 Đảng ủy báo cáo Đảng ủy khối cơ quan dân chính Đảng tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Lý Hoàng Minh và ông Võ Hoàng Anh, chỉ đạo thanh tra Sở Giao thông Vận tải ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lý Hoàng Minh thuộc biên chế viên chức theo phân cấp quản lý kể từ ngày 19 tháng 7 năm 2016. Đồng thời, Sở Giao thông Vận tải đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Võ Hoàng Anh thuộc biên chế công chức kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2016, tạm thời phân công ông Bùi Văn Minh, phó tránh thanh tra giữ chức vụ kiêm đội trưởng đội 3, phụ trách địa bàn quận Ninh Kiều để bảo duy trì hoạt động của đội 3
và tạo điều kiện thuận lợi trong công tác chỉ đạo quản lý điều hành của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải. Ngày 22 tháng 7 năm 2016, Sở Giao thông Vận tải tiếp tục nhận được thông báo số 118 Cảnh sát điều tra PC46 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ về việc bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Đoàn Vũ Duy, đội trưởng đội 11, phụ trách địa bàn quận Bình Thủy, do đã có hành vi nhận hối lộ quy định tại điều 279 Bộ luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Sở Giao thông Vận tải đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Đoàn Vũ Duy thuộc biên chế công chức kể từ ngày 22 tháng 7 năm 2016. Đồng thời, Sở Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục có báo cáo với lãnh đạo cấp trên về diễn biến tình hình và tích cực phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng để xem xét giải quyết các trường hợp trên theo đúng quy định pháp luật. Quan điểm của Sở Giao thông Vận tải không bao che dung túng, nếu cá nhân nào sai phạm tùy theo tính chất mức độ sẽ tiến hành xử lý theo quy định pháp luật. Trước mắt, phân công lãnh đạo Thanh tra Sở Giao thông Vận tải điều hành tại đội 3 và đội 11 để ổn định tình hình công tác nội bộ, bảo đảm duy trì hoạt động bình thường của cơ quan Thanh tra Sở Giao thông Vận tải. Trong thời gian tới, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với công chức, viên chức của cơ quan, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị số 01 năm 2012 của Ủy ban nhân ngày 5 tháng 1 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của công chức, viên chức và người lao động, đồng thời tiến hành xử lý nghiêm đối với công chức, viên chức nếu có sai phạm. Sự việc xảy ra tại Thanh tra Sở Giao thông Vận tải, Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải, Ban Giám đốc Sở Giao thông Vận tải nhận thấy trách nhiệm và cần được kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn cơ quan. Trên đây là báo cáo kết quả về việc công chức, viên chức Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã có hành vi nhận hối lộ. Sở Giao thông Vận tải báo cáo lãnh đạo được biết và chỉ đạo giám đốc đã ký lương thành đồng. Báo cáo với cơ quan báo đài á, trên đây là toàn bộ cái diễn biến trong tuần qua về cái sự việc xảy ra tại chỗ Thanh tra Sở Thông tải. Thì trong tay các đại biểu cũng đã có cái báo cáo cụ thể, và đối với đồng chí Trần Văn Thành cũng đã có cái thanh tra của sở cũng vừa báo cáo chi tiết và cụ thể, thì cũng xin các đại biểu chúng ta nắm thông tin và có đưa tin tức trên thông tin của đại chúng. Đây là tổng cảm về những công việc của các cơ quan báo đài. Sau đây xin phép các cơ quan báo đài nếu như chúng ta có những câu hỏi hay là có những kiến nghị góp ý là cái bản trong sở, xin các quý vị. Xin mời. Tôi chia sẻ tôi bảo sai phạm của các thanh tra giao thông diễn ra trong một thời gian khá dài. Trước đó cũng đã có dư luận báo chí cũng đã nêu một hai cá nhân trong số các thanh tra này có bảo kê cho đơn vị vận tải. Hiện nay lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải có biết hay không? Câu hỏi thứ hai là
ban giám đốc sở cân nhắc về đạo đức, về trình độ năng lực trước và sau khi vụ việc. Bởi vì chúng tôi được biết là như tôi nãy tôi nói là đã có cái dự luận báo chí là có điều rồi, nhưng mà vẫn được bổ nhiệm về trong vòng thời gian trong đầu năm thế này. Và như vậy thì nó có quy trình bổ nhiệm như thế nào, các anh đánh giá các cán bộ này như thế nào, thời gian khá dài thế cán bộ vi phạm số tiền rất lớn, chất động đã thành phố Cần Thơ như cả nước. Còn thứ ba tôi muốn nêu cho đặt vấn đề chỗ những cái khó chắc chúng ta là người trực tiếp chỉ đạo các đội, trong đó đội 3, đội 11, 11 đội của thanh tra thì các đồng chí giám sát thế nào, cấp dưới thế nào để xảy ra những chuyện này, các đồng chí nhìn nhận trách nhiệm như thế nào trong cái việc quản lý cán bộ để có những sai phạm như thế. Và một câu hỏi nữa thì cũng hỏi luôn để các đồng chí có ý kiến luôn là tôi có dư luận là cho rằng là không chỉ bảo kê cho các thanh tra, không chỉ bảo kê cho các cái doanh nghiệp này mà đối với rất nhiều cái hãng xe bê tông, trộn bê tông hiện nay quá tải ở địa bàn thành phố, nhức nhối ở thành phố Cần Thơ nhưng không được xử lý, thì thực tế các anh có nắm được việc này hay không, và sắp tới thì như thế nào? Và những cán bộ mà đã bị công an bắt có là tham gia bảo kê cho các cái hãng xe mà đang ngang nhiên hoạt động ở trên khắp nhiều nơi địa bàn thành phố Cần Thơ. Hồi tháng 5 năm 2015, từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 17 tháng 5, báo công an thành phố có 3 lượt bài về tham gia giao thông. Thì trực tiếp tôi đã giả là một người đi chung với nạn nhân xe để gặp trực tiếp anh Đỗ Vũ Chi này, Vũ Chi này bắt. Nhưng sau đó bài đăng đoàn Vũ Chi 3 kỳ xong á, thì là anh Đồng ban giám đốc nói là sẽ kỷ luật, sẽ chuyển công tác. Thì hôm qua rất bất ngờ là tôi nghĩ là Di lại được chuyển về đội trưởng đội Bình Thủy. Rất Bình Thủy, nhưng liệu là ban giám đốc có bao che hay không? Tại vì trực tiếp là hồ sơ tiếp cận. Ngày xưa là hồi tháng 5 năm 2015 tôi nhớ trực tiếp tôi ngồi và tôi trả giá với Di luôn trong ngay một cái còi xe và tiếp cận. Thì Di đang tiếp xúc với một số doanh nghiệp ở Sóc Trăng để ra lập thành một cái giải bảo kê trên cái tiếng vô cửa ngõ thành phố Cần Thơ. Thì khi bài phản ánh tôi đã cung cấp hết hồ sơ, nhưng rất tiếc là đáng vòng qua tôi mới nghi là liệu có bảo kê hay không. Câu thứ hai là theo quy định là thanh tra giao thông là không được quyền dừng phương tiện chỉ khi nào kết hợp với cảnh sát giao thông, mà nhưng hiện nay thanh tra giao thông ngừng rất là nhiều. Nhưng thế thì bây giờ chúng mình có nhận thấy cái nếu mà người dân mà phát hiện thì sẽ có cái biện pháp xử lý gì hay không? Rồi theo quy định thì là trực tiếp giám đốc sở giao thông để chỉ đạo thanh tra giao thông, thì quan trọng tới cái trách nhiệm này đồng chí giám đốc theo quy định của bộ giao thông thì có nhận cái hình thức cái trách nhiệm hay không về cái quyền hạn để cho thanh tra những vấn đề tới số tiền lên tới 3 tỷ 4 đồng. Giờ theo tôi được biết hiện nay là rất nhiều, không phải trong địa bàn Cần Thơ mà các chuyến xe khách từ Cà Mau, Cần Thơ, Sóc Trăng một thời gian đã từng là nạn nhân của Di, mà nhưng tôi đã trực tiếp viết 3 bài báo cho báo công an, nhưng cuối cùng Di vẫn làm chuyện này. Thì liệu trong cái đường dây này do có nhận một phần trách nhiệm của ban giám đốc của sở giao thông không? Xin hết. Cảm ơn. Mời. Cho nên xin đặt câu hỏi là trong cái chỉ thị, mọi cái chỉ thị của chủ tịch của thành thống, trưởng ban toàn giao thông quốc Cần Thơ luôn lúc nào ra cái chỉ thị nào về đảm bảo an toàn giao thông, xử phạt xử lý những phương tiện, những doanh nghiệp tham gia giao thông tải ở trên địa bàn thành phố đều có quy trách nhiệm cho thứ nhất là thanh tra giao thông và thứ hai là cảnh sát giao thông. Và trong thời gian vừa rồi, phóng viên báo giao thông có ghi nhận rất là nhiều hình ảnh là xe bồn bê tông, thậm chí đã có phản ánh tin tức rồi chứ không phải là chưa, xe bồn bê tông và những cái xe chở đất cát là chạy đổ đất ngoài đường, rồi quá tải đường, rồi quá khổ. Thì tại sao có cái sự ngang nhiên chạy như vậy
và trong khi đó thanh tra giao thông là một cái trách nhiệm của thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông nữa. Sao không thấy lúc đó mình không thấy ai xử lý hết, mày gan nhiên chạy ra lại. Cái vấn đề thứ hai nên muốn hỏi là sau khi mà bị gặp sự cố ba đồng chí mà thanh giao thông bị tạm giữ thì sau này cái tình thực trạng này có còn diễn ra hay không, và thanh tra và riêng sở giao thông xử lý như thế nào, có chấm dứt tình trạng xe chở như vừa rồi có giao thông có phản ánh hay không, theo sở thì có chấm dứt được cái tình trạng này hay không, em xin hỏi như thế. Giấy phép đường cấp giấy phép chạy quá tải đường mà từ ngày 1 tháng 1 đến tháng 6 2016 là hết rồi, còn tất cả các doanh nghiệp khác, những chiếc xe khác thì không có đăng ký chạy quá tải đường ở thành phố, trong khi xe cộ chạy quá tải đường rất là nhiều. Thậm chí ngay cửa địa bàn thành phố mà xe chạy cấm tải chạy xe chạy âm âm như đó. Dạ, anh cũng hết hạn rồi hả? Một, giờ tháng 7 tháng 6 rồi, thằng mà gia hạn không anh? Một tháng 6 rồi. Dạ, tháng 6 rồi. Không, thấy giấy cũ rồi, tới một tháng 6 rồi. Tháng 6. Đã. Dạ.
Đánh giá số cán bộ này như thế nào
báo cáo đây là đánh giá này thì sẽ từ cái chỗ cơ sở là một, cái thứ hai là đánh giá từ cái nhận xét đánh giá công chức viên chức của hàng năm, rồi thì cái quy hoạch bổ nhiệm thì nó cũng theo cái quy hoạch đúng quy trình. Còn cái chỗ đồng chí phó tránh thanh tra phụ trách đội 3, đội 11 thì ở đây trong báo cáo chúng tôi cũng đề nghị là quán triệt đấy, là đề nghị là trong lúc đội trưởng hai đội là bị cơ quan cảnh sát giữ tạm giữ thì đề nghị một đồng chí phân công một đồng chí phó tránh thanh tra trực tiếp là chỉ đạo hai đội này trong lúc chờ biên chế cũng như là chờ bổ sung lãnh đạo. Cái phần giám sát như thế nào để xảy ra thì nếu như về lãnh đạo sở chúng tôi ấy, thì là theo một cấp nữa, tức là cấp của lãnh đạo thanh tra. Còn cái này thì cũng xin các đồng chí là cũng có cái đề xuất, cũng có cái đề nghị của tránh thanh tra và chi bộ của tránh thanh của chi bộ thanh tra đề nghị lên các cấp, ví dụ như qua cấp chi bộ thì có đảng ủy sở, còn qua cấp chính quyền có ban giám đốc và ban thường vụ. Phần về cái câu hỏi thứ tư ấy, là các xe chở bê tông hiện nay vẫn còn ngang nhiên hoạt động thì báo cáo với anh là chúng tôi sẽ cho rà soát lại cái phần quy trình này. Còn riêng về cái phần một số công trình của nhà nước hoặc một số công trình đang xây dựng để mà được phát triển kinh tế xã hội thì cũng có một số xe chở bê tông là mình xin phép của sở, và những cái xe này phải đi qua những tuyến đường không qua những cây cầu và có thể vượt qua tải trọng cho phép. Còn trên một số tuyến đường đi ấy, thì có thể là chấp, thì cũng sở thông có các một số cái xe chở bê tông thì báo cáo anh thì có. Còn hiện nay về cái câu hỏi liên quan tới cái câu hỏi của anh Hạnh trên bản thân hôn thì có chấm dứt được cái tình trạng này không? Thì báo cáo với anh là trong quá trình xây dựng kinh tế xã hội cũng như phát triển của thành phố ấy, thì những xe nào giới hạn tải trọng thì được phép lưu hành lưu thông lưu hành thì cái đó phải được cơ quan cấp phép. Thì trên tuyến đường của thành phố cũng như là tuyến đường tỉnh thì do sở thông cấp, còn tuyến đường quốc lộ là phải cơ quan của bộ. Tôi anh cho biết rằng là cái giấy phép của Hamaco ấy là có đến xin phép của sở, tôi xác nhận là có Hamaco có đến làm việc và xin phép thì có thể cũng bên sở thông tôi cấp phép cho tuyến đường nào mà có thể xe được, chứ còn vượt qua những cây cầu hay là tải trọng thì không được phép thì không cần. Còn cái phần câu hỏi tiếp theo vận hành là trong chỉ thị của chủ tịch ủy ban có quy định và phân cấp sẽ xử lý thì đúng là cái này là cũng có cái quy định chỉ thị trong quy định là có. Còn cái phân cấp thì cái phần xử lý là có cho dừng xe thôi. Đây không phải có là trách nhiệm xử lý các xe vi phạm của các doanh nghiệp, như ví dụ như là phá đèn đường và thậm chí là chạy đường cấm rồi chạy chở quá tải quá khổ, thì không riêng gì lực lượng thanh tra giao thông mà cảnh sát giao thông còn phải có trách nhiệm xử lý. Thì trong hai cái đơn vị này bây giờ trong khi tại sao thực trạng xe tạm nó chạy quá tải trọng còn rất là nhiều, chạy vào đường cấm rất là nhiều, không riêng gì Hamaco này, cái đó điển hình Hamaco xin phép thôi, còn em ghi nhận là xe Bắc Đài này, xe Việt Trung, xe cả xe bê tông Tây Đô chạy vào những cái đường cấm tải thì tại sao không có lực lượng nào xử lý. Thì em mới hỏi từ cái đó là từ đây tới là sau cái sự kiện là ba cái đồng chí thanh tra giao thông bị tạm giữ, thì tình trạng này sau này những cái đội phía sau lên có người thay thế quản lý thì có chấm dứt được cái tình trạng này hay không, và mình có hướng nào phù hợp với cảnh sát giao thông để xử lý dứt điểm tình trạng này. Rồi câu hỏi này thì cũng xin phép anh là cái sự phối hợp của hai lực lượng, tức là lực lượng thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông, thì chúng tôi cũng sẽ có cái báo đạt cho bên cảnh sát giao thông cũng như là sẽ có sự phối hợp để có thông tin cần thiết. Nếu mà trả lời ngay thì cũng chưa phải là phối hợp mà liên lạc thì có thể là
sở thông trả lời được. Còn có ý kiến là có một số xe, các hãng xe đó có chạy trên đường thì anh cũng có nêu, ví dụ như Phát Tài hay là một số hãng nữa thì cũng đặt câu hỏi này là có trinh sát hay không và sau này còn hoạt động được nữa hay không trên các tuyến đường cấm. Chúng tôi xin ghi nhận cái câu hỏi này. Tiếp theo cái ý kiến của chị Con Linh về khuyến cáo lao động là thanh tra thầy đã dự để thấy ra tiêu cực là có liên quan tới ban giám đốc hay không là lãnh đạo sản đất, thì chúng tôi cũng xin trả lời là cái quán triệt đó như trong cái nội dung báo cáo thì chúng tôi là có, và trong ban giám đốc ban cũng đã họp và khẳng định là ban giám đốc không có. Còn cá nhân ngay trong lực lượng thanh tra báo cáo với các đồng chí báo đài là chúng tôi cũng vẫn sinh hoạt cũng như là quán triệt chung trong cái lực lượng thanh tra từ thanh tra viên cho tới các đội trưởng đội phó là phải thực hiện theo đúng cái quy định của luật công chức viên chức, đồng thời xử lý theo đúng quy định. Còn một số trường hợp mà trong cái nhận thức sai lệch hoặc như công an giữ thì một số trường hợp xảy ra là cố ý thì cũng là nó cũng hơi bất cập, thì chúng tôi cũng thấy rằng đây là một cái trách nhiệm của lãnh đạo sở trong quá trình giám sát rồi báo cáo của bên lực lượng thanh tra, thì cái này là cần phải chấn chỉnh. Còn trong anh kiện thảo tố báo công an thành phố thì chúng tôi cũng trong tay hiện nay là trong anh vừa hỏi là có phải là anh Đoàn Vũ Duy là đội trưởng đội một tức là đội cơ động bây giờ là chuyển về đội 11 là đội của địa bàn quận xác nhận với anh là quyết định chuyển về thì tháng sáu cũng một từ ngày 17 tháng sáu 17 tháng sáu năm nay tháng sáu năm 2016 trước có làm gì em trước là bên bên đội thị trường đội một cơ động đường bộ và được điều động về đội 11 phụ trách quận địa bàn không chỉ là mới được điều động về đồng thời coi tháng 6 năm 2016 cái quyết định là ký ngày 17 tháng 6 của đồng chí Tránh Văn Hoa thì chúng ta ký và cái quyết định sẽ có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 6 tức là bây giờ vẫn là ngày 27 tháng 6 Đỗ Anh Thành coi xem có liên quan tới cái phần nào mà thanh tra đó, cái quy trình hoặc là những cái gì có liên quan thì có thể thông tin cho báo chí các anh nắm được. Ở đây tôi thấy là cũng tương đối là một số câu hỏi còn lại thì nợ là về xe một số cái xe cái báo như tôi thì tôi cũng chắc không nhớ hết được. Nhưng mà đồng chí giám đốc cầm rồi đó sẽ rút về đội thanh tra không cho làm cơ động nữa chỗ Duy á. Chỗ Duy. Dạ chỗ Đoàn Vũ Duy á. Đây bạn Vũ Duy đây này điều động từ tháng 6 năm 2016 về. Năm 2016 bài phản ánh năm 2015. Ba bài gì ạ? Rồi xin cảm ơn rồi cũng nhận cái này để làm việc cái này báo lại với đồng chí giám đốc về cái ý kiến về câu hỏi của với tất cả các bí em ngồi hỏi một câu cuối anh ban giám đốc không trả lời cái tại vì theo quy định của Bộ Giao thông chỉ trực tiếp chỉ đạo thanh tra giao thông là do đồng chí giám đốc sở thì chỉ này đồng chí có nhận cái trách nhiệm liên quan hay không? Liên quan tới cái câu hỏi này thì đúng là tôi cũng đã có những trao đổi với này một số anh em. Thứ nhất á, ngày xưa là tránh thanh tra nhà nước, tức là ở sở chúng tôi á, ở các sở đó là có hai tránh thanh tra, một ông tránh thanh tra nhà nước quản lý nhà nước, một ông tránh thanh tra giao thông. Nhưng mà sau này là Bộ Giao thông Vận tải là tập trung hết về là thành một thanh tra giao thông, thì tránh thanh tra giao thông tức là cũng đã tránh thanh tra nhà nước. Là tham mưu cho giám đốc sở. Cho nên là về ngày xưa thì tránh thanh tra nhà nước thì do giám đốc sở phụ trách. Còn sau này thì hai nhập chung
thì cũng đã do sự phân công trong ban giám đốc trực tiếp là đồng chí giám đốc thì phân công trong ban giám đốc thì cái trách nhiệm thì đúng như cái anh hỏi chỗ này thì cũng bây giờ thì một số ba trường hợp này thì đang bị công an bắt và giữ và sẽ có cái điều tra xử lý tùy theo mức độ như thế nào. Thì sau đó sẽ trong bản đốc chúng tôi sẽ tùy theo cái vi phạm có nhiều hay là có ít hay không có hay có nhiều nữa thì tùy theo mức độ thì chúng tôi sẽ họp và có cái phân tích cũng như là có cái trách nhiệm. Rồi xin anh em thân xin hỏi tiếp các bộ hoàn thành nhiệm vụ tức là từ quy trình phía dưới đó, lên chuyển lên đó. Thì như thế nào đối với ba trường hợp này đánh giá thế nào cái này chưa rõ hoàn thành nhiệm vụ hay là thế nào hay là các người là năng lực tốt hay là thế nào chưa à, thứ hai nữa là tôi muốn nói những cái phần này còn chưa trả lời là cái trách nhiệm của giám đốc giám đốc sở của ban giám đốc sở và chánh thanh tra đối với điều vụ thanh tra xảy ra sai phạm này làm rõ như thế nào và bước đầu đã có cái mình làm thế nào chứ không thể là một thời gian khá dài như thế rồi nhận hối lộ trên 3 tỷ đồng mà doanh nghiệp họ kêu rêu họ biết họ cho rằng là ngang nhiên cái này có mất được cái này thì đồng chí giám đốc đồng chí phó tránh thanh tra trả lời thêm cái này. Hỏi thêm sao thì qua trả lời với có thông tin của mấy anh nãy giờ tôi thấy hình như mấy anh không có trách nhiệm gì nhiều, thậm chí là không biết cán bộ với quyền làm gì nữa. Thì xin hỏi các anh là trước thời điểm mà mấy anh này bị bắt á, thì trong cái quá trình công tác, quá trình sinh hoạt cơ quan mình có đặt nghi vấn gì về mấy anh này không? Hay là công an bắt rồi mình không biết hoặc là có nhận được cái đơn thư khiếu nại khiếu tố gì của những anh xem gì mới sợ. Tên gì? Hồ Hùng. Tên Hùng. Đó là tuổi trẻ thủ đô. Tuổi trẻ thủ đô. Năm nay là trước khi công an bắt thì về góc độ quản lý thì mấy anh có thấy nghi vấn trong cái quá trình mấy anh này công tác thì thấy sinh hoạt chi xài thì có biểu hiện nghi vấn gì không? Thì mình đã từng nhận được cái đơn thư nào của doanh nghiệp về sự dò dỉ của mấy anh này. Điều chuyển tiến cử nhanh quá
anh thành đi cứu Tôn Vĩnh Hùng này. Cái này về chỗ sới rồi. Dạ. Đi cứu với Tôn sở ra cái câu của chỗ anh Dũng bên báo tuổi trẻ đó. Một là chỗ ba cái trường hợp này có mối quan hệ gì với lãnh đạo thành phố, với các anh lãnh đạo thành phố gì không? Rồi dư luận thì đánh giá là tiến cử nhanh. Rồi thứ hai là trách nhiệm của đồng chí giám đốc, của ban giám đốc, đồng chí tránh thanh tra chưa được làm rõ tại sao với số tiền lớn như vậy mà không biết. Mình là phó lãnh đạo và viên chức, còn hai trường hợp kia là chưa xảy ra.
thì chúng tôi đã tổ chức ngay cuộc họp và chiều thì nhận. Còn tới sáng thứ hai đầu tuần thì nhận được cái quyết định của bên cảnh sát điều tra, thì trường hợp của Minh thì tôi cũng đã tiến hành là họp ban giám đốc, họp đảng ủy và có phân công, một là tiếp tục theo dõi, cái thứ hai là làm một số cái báo cáo cho ban nội chính. Trong báo cáo tôi đã thể hiện là báo cáo cho bên ban nội chính thành ủy, báo cáo cho bên thường trực, rồi báo cáo cho tiếp theo là chúng tôi sẽ có báo cáo cho đảng ủy khối để xin ý kiến về cái xử lý đảng viên. Về chính quyền thì tới giờ tôi đến báo cáo ý từ hôm thứ hai đến nay mới có 5 ngày thôi, cách năm thì chúng tôi đã xử lý là 3 cái quyết định, 2 quyết định công chức thì đồng chí giám đốc sở đã trực nhất trí và tặng bình chỉ chúng ta, còn một quyết định của đồng chí tránh thanh tra sở đã ký cho một viên chức cũng bình chỉ công tác để phục vụ thanh tra. Đây là công việc kịp thời của đảng ủy cũng như là trong ban giám đốc chúng tôi đã thực hiện và những em tiếp tục chỉ đạo cho cái lãnh đạo thanh tra phân công để xuống các hai đội để khuyết hai tổ trưởng để chỉ đạo trực tiếp trong lúc chờ xin ý kiến để phân công. Thì đấy là cái sinh hoạt của ban thường vụ ban giám đốc đảng ủy cũng như là ban giám đốc về cái công việc xảy ra. Còn công việc tiếp theo ấy, thì chúng tôi cũng tiếp tục đặt phải báo cáo này. Đó là cái câu hỏi của anh em là còn liên quan tới cái câu hỏi của anh Hùng báo tuổi trẻ thủ đô, thì trước khi công an giữ tỉnh đạo sở thanh tra có biết mình không và có nhận được đơn thư không, thì xin báo với anh là ba cái trường hợp này thì một đồng chí mới cái vận chuyển từ đội cơ động về đội 4 tức là đội của quận Thủy, thì các đơn thư trực tiếp là bên sở không báo. Còn bây giờ cái câu hỏi của anh Dũng tiếp theo á, nãy tôi cũng đề nghị đi đánh một vòng người thông tin thì chắc tôi cũng xin báo cho nó có được chưa thôi. Thì báo cáo với anh là ba cái trường hợp này á, thì mối quan hệ với lại cấp với các cấp á, thì đúng là cá nhân tôi với lại trong đảng ủy ban đốc thì khi mà bổ nhiệm hay là khi ở dưới thanh tra đề xuất đề nghị từ các cấp nên thì không có nói tới cái mối quan hệ của ba cái trường hợp này với ai, thì còn không biết là dư luận hoặc là thực tế như nào. Thì phần chúng tôi chủ yếu là căn cứ vào một là cái quy hoạch, hai là cái năng lực công tác, cái thứ ba là cái mọi người cái nội dung đánh giá thì như tôi cũng phải có báo cáo là đánh giá cán bộ công chức viên chức hàng năm. Thứ nhất, cái thứ hai là đề xuất theo yêu cầu nhiệm vụ của cánh thanh tra, của chi bộ thanh tra và có lấy phiếu các quy trình. Còn là trách nhiệm của đồng chí giám đốc, của ban giám đốc sở cũng như đồng chí tránh thanh tra chưa được làm rõ thì báo cáo với anh là một thời gian thôi, mới có mấy ngày, năm ngày à, thì chúng tôi cũng đã tổ chức các trách nhiệm là đã tổ chức các cuộc họp để chấn chỉnh cũng như là tổ chức các cuộc họp để thông báo rồi quan tâm tới cái sự ổn định làm việc của lực lượng thanh tra phối hợp với các sở ngành khác để tiếp tục công việc của mình. Còn cũng báo với anh là trong tuần vừa rồi là thứ tư, thứ năm, thứ sáu là ba ngày họp của hội đồng nhân dân thành phố, thì đồng chí giám đốc cũng vừa chỉ đạo cũng đồng thời là đồng chí trực tiếp giữ cái hội đồng nhân dân, cho nên là chúng tôi cũng chỉ trao đổi và họp bất thường và cũng có cái trao đổi phân công tuần tới hay là từ diễn biến tới nếu như có cái thông tin tiếp của bên lực lượng cảnh sát điều tra hoặc có cái vấn đề cụ thể chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý theo quy định. Đúng là cái câu hỏi mà là tại sao với chuyện lớn như vậy mà lãnh đạo không biết gì, đúng không ạ? Báo cáo anh là đến khi mà thanh tra bị bắt là chúng tôi rất là bất ngờ,
Cũng không biết là cái số tiền tại sao nó là ở báo chí ở thông tin của cảnh sát điều tra lại đưa ra cái thực tế này, chúng tôi không biết được cái vấn đề này, cho nên là cũng chỉ là quán triệt anh em trong quá trình làm việc rồi giáo dục theo đúng chức trách nhiệm vụ của người công chức viên chức thực hiện những nhiệm vụ của mình. Còn những cái số tiền lớn thật chúng tôi cũng bất ngờ. Thì cái này cũng muốn được làm rõ thì nó phải có cái thời gian của cơ quan cảnh sát điều tra và cái xác nhận cũng như là cái về được không anh chúng đây có những cái thì báo cáo một tí là chúng tôi về cá nhân tôi thì trả lời nó cũng không hết ý hoặc là nó còn những vấn đề chưa rõ, mà cũng mong các nhà báo cũng thông cảm vì một lĩnh vực thì tôi không thể là người phát ngôn cho nên là cũng không trực tiếp các lĩnh vực khác được cho nên là không trả lời cụ thể. Còn nếu có vấn đề gì nữa hoặc những câu hỏi gì nữa thì chúng tôi cũng ghi nhận, và thứ nhất, cái thứ hai là sẽ họp trong ban giám đốc và họp với đại đồng chí tránh thanh tra để tiếp tục làm rõ và phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ cái này, cũng là được tiếp tục là quán triệt cũng như là tiếp tục xử lý những cái vấn đề mà các công chức viên chức này vi phạm ở mức độ nào sẽ xử lý theo cái quy trình cũng như là theo đúng cái luật quy định. Rồi xin cảm ơn các cơ quan báo cáo. Không thì bây giờ tôi cứ nói bây giờ nếu mà sự việc nó đã xảy ra rồi đó, bây giờ cơ quan công an mới đưa ra số liệu này là cũng đã đưa ra được, nhưng mà thực tế nếu mà chúng tôi biết trước được một vấn đề mà có